Lý ơi, cho xin cuộn khăn giấy cái hết rồi. À, để chị xin nè, không đóng cửa, nó hủi rồi nè. Tao đóng cửa mày nhớ tao sao? Thật là thải quá. Lý ơi, khăn giấy nó đâu ra ngoài mày rồi, mày lấy giùm tao một cái. Sao lan được? Là trời, cái quái quỷ gì vậy? Ôi là trời, nó biết bẻ cua luôn nè. Quỷ này lâu quá vậy ta? Nhờ lũng cũng khăn giấy cũng lừa bí mà. Mấy nước sụt. Thôi đầu lắm. Ê, hai cái tờ kia đang là hút xong hả? Mày hành tao 8 vòng chung cư rồi đó con. Cuối cùng thì tao cũng chụp được mày. Tao mà không chụp được mày, người ta phạt tao cái lỗi mà xả rác bừa bãi rồi, mày thấy không? Hả? Cũng may là còn chút giấy trong tình nó chùi, chứ không nó chùi mình chết luôn. Ủa, nó lượm cái khăn giấy ở đâu vậy ta? Là trời, mơ gì ổng ma Canada vậy? Bởi vậy ta nói phải tiết kiệm giấy, không tiết kiệm giấy là có ngày không có giấy chùi luôn. Trời đất mẹ ơi, kêu nó lượm cuộn khăn giấy nãy giờ nửa tiếng đồng hồ. Các bạn nhớ nha, phải tiết kiệm giấy như mình, chứ không ổng ma Canada Shizuka lắm.